Rồi thì chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với cái chuyện là chuyển đổi những cái công thức lập thể như thế nào. Thì vấn đề là hôm trước mình có ra một cái bài tập là xác định RS của những cái chất này. Thì các bạn học trò của mình á thì các bạn rất là nhiều khó khăn cho việc xác định RS của những cái công thức liên quan này. Thì để xác định những cái công thức RS của những cái công thức Newman này nè, thì cái chuyện mà xác định trực tiếp từ công thức Newman á nó rất là khó, cho nên á là kể cả mình và nhiều người khác cũng rất là ít ai sử dụng công thức Newman để xác định cái cấu hình này hết. Người ta sẽ làm bằng hai cách. Cách thứ nhất á là chuyển từ Newman về phối cảnh, và cách thứ hai cũng là chuyển từ Newman về công thức khác, chuyển từ Newman về công thức Fisher. Thì hôm trước mình có ở cái đoạn video trước thì mình cũng đã nói về chuyện là chuyển từ công thức Newman về công thức phối cảnh rồi, nhưng mà có vẻ như các bạn vẫn bị nhầm lẫn một số chuyện, cho nên ở đây mình cũng sẽ nhắc lại ha. Rồi cái chuyện đầu tiên á là bây giờ mình nói về cái chuyện chuyển từ Newman về phối cảnh ha, từ Newman sang. Thì hôm trước mình có nói á, nếu mà các bạn có thể nhìn ngược lại được, tức là giả sử như tâm á, mắt của các bạn nhìn từ đây vào thẳng vào trong á, thì các bạn cảm thấy nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu các bạn không nhìn được thì có một cái mẹo nhỏ nhỏ nè, là các bạn sử dụng cái hàng này làm sử dụng cái hai cái đường này làm cái trục của nó, và tùy theo cái hướng bạn nhìn, nếu bạn nhìn từ ngoài vô, từ cái hướng của mắt các bạn vào trong trong màn hình á, thì các bạn sẽ thấy rằng là đúng ra thì cái hàng BR này nó sẽ nằm ở phía trước và cái hàng CN sẽ nằm phía sau ha. Thì bây giờ nhìn nè, nếu mà nhìn từ hướng mặt các bạn vào màn trong màn hình thì các bạn sẽ thấy OH nó nằm ở dưới, H nó nằm ở trên. Rồi thì ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy rằng ở đây mình cũng sẽ có BR nằm ở phía trên và trước mặt phẳng ha. Rồi còn CN thì nằm ở phía trên nhưng mà nằm ở sau mặt phẳng. Rồi tương tự hai cái dưới này cũng sẽ có hai cái H nằm ở phía dưới và nằm ở phía sau mặt phẳng. Đó là cách nhìn theo công thức từ Newman sang phối cảnh. Nhưng mà các bạn bảo như thế này, bảo với mình là như thế này nè. Nếu mà các bạn nãy vì trong cái clip trước á mình có hướng dẫn các bạn là hai cái nhóm bên hai bên đó muốn để phía trên, muốn để phía trước hay phía sau là tùy các bạn, tùy theo góc bạn nhìn. Thì các bạn bảo với mình như thế này, giờ bạn không thích là như vậy á, giờ bạn vẽ như thế này, các bạn vẽ như thế này. Tại vì như mình nói cái clip trước thì là các bạn để nó trước hay sau thì cũng được. Thì xin thưa với các bạn rằng nếu các bạn để như vậy thì nó sai, bởi vì nếu như các bạn muốn nó CN ở đằng trước đó thì bạn phải nhìn cái hướng ngược lại, tức là từ đằng sau màn hình nhìn vào thì cái CN mới nằm ở phía trước được, được ha. Cho nên nếu mà các bạn nhìn từ đằng sau màn hình vào á thì công thức này sẽ không để như vậy, và công thức đó nó sẽ trở thành một cái như thế này nè. Nó sẽ trở thành là cái hằng này á, nó là cái hằng các bạn nhìn từ đằng sau. Thì bây giờ để mình flip nó lại. Nếu mà nhìn từ đằng sau màn hình vừa vào á thì ở đây sẽ là ba hàng hydro, ở đây sẽ là OH, CN với BR, và OH ở dưới, BR bên đây và CN. Cố gắng tưởng tượng nha các bạn, tại vì học cái này là học không nhiên 3 chiều mà các bạn không tưởng tượng được thì cũng hơi khó. Như CN là nó nằm ở bên đây phải và phía trước các bạn, nếu như các bạn nhìn từ đằng sau màn hình vào. Nếu như các bạn nhìn từ đằng trước màn hình nha, nó sẽ được cái hình đầu tiên ha. Sẽ ghi chú ở đây, nhìn từ phía trước màn hình vào. Và nếu như mà các bạn nhìn từ đây á thì là nhìn từ phía sau màn hình. Vậy ha. Rồi, kiểm tra coi mình đúng không một cách nào. Thì nếu như ai xác định được cái RS trên thẳng công thức Newman á thì cái chuyện xác định rất là đơn giản. Nhưng mà nếu như mà xác định cấu hình của nó phải qua công thức phối cảnh á thì bây giờ nhìn thử ha.
ở giữa những công thức này thì các bạn thấy rõ ràng BR là nhóm ưu tiên nhất, OH nhóm nhì, CN là nhóm ưu tiên thứ ba, và cái nhóm CH3 là nhóm ưu tiên kém nhất. Vậy thì trong trường hợp mà nhóm ưu tiên kém nhất nằm ở trong mặt phẳng thì sao? Thì phải đảo lại cho nó dễ xác định ha. Thì mình sẽ dùng một cách phương pháp là như thế này, đảo hai nhóm thế này lại. Thì ở đây các bạn sẽ có một cái nhóm thế là nhóm thế CH3, và ở đây các bạn sẽ có một cái nhóm thế là CN. Thì nếu như cái cấu hình này nó quay ngược chiều kim đồng hồ, đó là cấu hình S. Đây là cấu hình của thằng này là cấu hình S. Thì cái cấu hình chắc ban đầu của bạn phải đảo ngược lại, bởi vì lúc này bạn đã đảo vị trí của hai cái nhóm rồi. Lúc này cấu hình của thằng này là R. Rồi, tương tự với công thức bên đây các bạn cũng làm như vậy. Rồi các bạn cũng sẽ thấy á, là cái chiều quay của nó cũng là cái chiều ngược với lại cái đồng hồ. Rồi, ai mà chưa nắm rõ thì bây giờ mình mô tả lại cái hình này ha. Thì cái này cũng tương tự là cái nhóm kém ưu tiên nhất, nó lại không nằm ở phía sau. Cho nên mình cũng làm một cái cách là đảo vị trí của hai nhóm với nhau. Thì đảo BR qua đây và đảo CH3 qua bên kia. Thì khi đó cái nhóm kém ưu tiên nhất nó nằm phía sau rồi, thì khi xác định á, cái chiều quay của các bạn là từ BR sang OH sang CN, chiều này cũng là người dùng ngược kim đồng hồ, tức là thằng này cũng là S và thằng này cũng là R. Thì có nghĩa là hai cái chất này đã là cùng một chất rồi ha. Rồi, vậy thì xác định trên đây thì sao? Xác định trên công thức Newman á, thì nếu như một cách tình cờ cái ba cái nhóm của các bạn là ba cái nhóm mà nó có cái mức độ ưu tiên thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và cái nhóm ở đằng sau phẳng là nhóm ưu tiên thứ tư luôn á, thì nó quá tốt rồi. Mình có thể xác định thẳng trên công thức Newman là ở đây BR ưu tiên thứ nhất, OH ưu tiên thứ hai và CN ưu tiên thứ ba, thì cái chiều của các bạn sẽ là quay cùng chiều kim đồng hồ, đó là R ha. Tức nghĩa là ba công thức này các bạn đã vẽ đúng rồi. Đó là nhắc lại về công thức phối cảnh. Thì đối với những cái công thức sau, công thức ở câu BCD ấy, mình sẽ chỉ cung cấp đáp án, còn các bạn có thể tự nhìn lại ha. Rồi, bây giờ công thức phối cảnh xong ha, mình sẽ bắt đầu chuyển qua cái chúng không nên xóa ha. Mình sẽ chuyển qua từ Newman sang công thức Fisher. Rồi, chuyển từ Newman sang Fisher thì các bạn phải làm sao? Thì câu trả lời là có hai cách. Một á là các bạn sẽ cố gắng nhìn từ Newman sang phối cảnh trước, rồi sau đó từ phối cảnh sang Fisher. Và phối cảnh sang Fisher thì như ai cũng biết rồi, chuyện đó không phải là quá khó, tại vì gần như trường nào cũng phải dạy các bạn là từ phối cảnh chuyển sang Fisher như thế nào hết. Thì ở đây á sẽ có một số cái chuyện như thế này. Nếu mà bạn nhìn chất này từ thành Fisher, mình xin lấy cái góc nhìn là góc nhìn từ đây xuống ha. Nếu nhìn từ đây xuống thì mình sẽ thấy ở đây là một nhóm CH3 nhìn từ đó xuống thì trên là nhóm CH3, ở đây là nhóm OH, bên phải là nhóm BR, và chỗ này sẽ là nhóm CN. Rồi thì kiểm tra lại cấu hình ha, thì kiểm tra lại thì BR, OH, CN ở đây quay theo chiều kim đồng hồ, đó là cấu hình R ha, giống với lại hai cấu hình bên kia. Thì bây giờ ở đây á thì nếu các bạn rảnh nữa thì các bạn có thể thử vẽ lại công thức ở đây, thì cái kết quả vẽ lại cái công thức Newman ở dưới này nè, thì các bạn cũng sẽ thu được một cái công thức như thế này. Thì nếu như nhìn từ trên xuống luôn ha, thì các bạn cũng thể thấy các bạn được BR bên trái, CN bên phải, OH ở phía trên và CH3 ở phía dưới. Thì thật ra nó cũng chỉ là lật ngược của cái công thức bên đây thôi ha, lật ngược của công thức bên đây. Thì cấu hình của nó là BR, OH, CN theo cấu hình chiều cùng kim đồng hồ, cho nên nó vẫn là R. Rồi, thì đây là chuyển ngược lại từ chuyển Newman từ Newman sang phối cảnh, rồi sau đó từ phối cảnh rồi nó mới chuyển qua Fisher. Vậy thì từ Newman chuyển thẳng qua Fisher thì sao? Bây giờ anh giả sử anh nhìn từ trục từ trên đây xuống ha, thì các bạn sẽ tưởng tượng nếu nhìn từ đó xuống á, thì các bạn sẽ có là một cái nhóm CH3 nằm ở phía trên của các bạn, nhóm OH nằm ở phía dưới, BR nằm ở bên phải, CN nằm ở bên trái. Vậy ha.
thì túm lại các bạn sẽ được cái công thức bên đây. Thì đối với cái hình này thì chưa có vấn đề gì, thì cái cấu hình phía sau nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, là các bạn nhìn trên xuống tưởng tượng nó như thế này thì nó sẽ ra được cái công thức phía sau của hình, của cái hình chiếu niêm mạc này là như vậy. Rồi thì ở câu A nó chỉ có như vậy mà nó không có vấn đề gì đặc biệt hết. Thì bây giờ mình qua câu B á, thì nó sẽ bắt đầu có một số vấn đề nhỏ nhỏ. Bây giờ tới câu B nè, thì ở dưới đây á, H này không có gì hết, đây không phải là cộng bằng mốc đối, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn bằng công thức Newman từ trên xuống dưới á, thì nếu như các bạn không để ý á, thì các bạn sẽ viết một cái công thức Fisher như thế này. CH3 nằm ở phía dưới ha, rồi C này nó gắn với lại CL ở đây, CH2 ở đây, CH2OH. Rồi thì xin thưa với các bạn, công thức này là công thức sai. Tại vì sao vậy? Tại vì bạn nên nhớ, với khi mà các bạn học Fisher thì mình chắc chắn luôn với các bạn là giáo viên các bạn, hay giáo viên hoặc giảng viên các bạn ai cũng bảo rằng là công thức Fisher chắc chắn có một cái điểm lưu ý, rằng là trong công thức Fisher thì nhóm bên phải là nhóm bên trái bằng ở phía trước, còn nhóm bên trên và nhóm bên dưới á, thì có nghĩa là bằng ở phía sau. Vậy thì nếu như các bạn để ở đây á, nhìn lại nè, nhóm CH2OH bên phải và bên trái, nhóm CH2OH bên trái là H2 bên phải, có nghĩa là ở trong công thức Fisher nó đang nằm ở phía trên. Còn nếu các bạn nhìn từ trên xuống đây thì nhờ H2 đang nằm ở phía dưới, đúng không? CH2OH đang nằm ở phía dưới, thì cho nên là công thức này các bạn vẽ sai rồi. Vậy vẽ như thế nào mới đúng? Thì nếu các bạn muốn nhìn nó có hai cách ha. Nếu mà các bạn muốn nhìn nó đúng thì các bạn có thể nhìn từ dưới lên ha, nhìn từ dưới lên. Tới đây thì anh để cái này màu đỏ cho các bạn dễ nhìn ha. Nhìn từ dưới lên thì này, CL nằm ở dưới, CH3 nằm ở trên và NH2 bên phải, CH2 bên CH2OH bên trái. Rồi thì đây mới là công thức Fisher đúng của nó. Và các bạn thấy á, để xác định cái cấu hình của thằng này thì bây giờ CL ưu tiên nhất, NH2 ưu tiên thứ nhì và CH2 ưu tiên thứ ba, cái chiều quay là cái chiều ngược kim đồng hồ, cho nên nó là cấu hình S không. Rồi cái cách thứ hai á là tại vì lúc nào á các bạn cũng sẽ có cái cấu hình Newman kiểu như vậy, và chưa chắc là các bạn có cấu dạng lệch hay là cấu dạng chơi khúc, nhưng mà nếu như các bạn gặp trường hợp này chắc chắn các bạn sẽ phải làm điều này giùm anh, là đi từ công thức này nè, là công thức các bạn nhìn từ trên xuống á, nhưng mà công thức này bị sai bởi vì vị trí của NH2 của CH2 không đúng. Do đó nếu mà đúng thì các bạn phải quay ngược lại thằng này, quay như thế nào. Thì ở đây anh vẽ tương đối thôi ha. Rồi thì bây giờ các bạn thấy là nếu như mà để nguyên cái công thức Newman như vậy, các bạn gặp vấn đề là nhìn ở trên xuống thì nó không đúng, nhìn từ dưới lên thì nó mới đúng. Vậy thì có một cái cách thứ hai là các bạn quay cái cấu dạng này ra nó sao nó thành cấu dạng chơi khúc. Khi mà ở là cấu dạng chơi khúc á thì nhìn cái hình bên đây nè, cái hình này là anh đã quay rồi ha, là bắt đầu từ CL này quay 180 độ cho nó thành cái góc hình chơi khúc, thì CH2OH này bị dời lên đây, NH2 này nó bị dời lên đây, và đây là cái góc hình có dạng chơi khúc của nó. Và cái góc dạng chơi khúc này á thì các bạn thấy nếu như các bạn nhìn từ trên xuống á, các bạn sẽ thấy là cả hai cái nhóm NH2 với lại NH2 với H này á, và nhóm H với CH2OH bên đây nó đều nằm ở phía trên, và khi nó đều nằm ở phía trên thì các bạn rất dễ vẽ nó. Thì ở đây là một cái công thức mà anh vẽ sẵn rồi ha. Thì các bạn thấy nếu mà nhìn từ trên xuống á, thì NH2 này nó nằm bên trái, CH2OH này bên phải, và nó đều nằm ở trên. CL này nó cũng nằm ở trên nha các bạn. Tưởng tượng nha, CL nằm đằng sau. Trong công thức Newman thì CL nằm đằng sau. Nếu các bạn đặt mắt từ trên xuống thì sẽ thấy thực ra là nó nằm ở phía trước, ở phía trên này. Còn CH3 á, thì nếu như các bạn không thích vẽ cái này, hiện giờ anh vẽ cái này cho nó các bạn nhìn dễ hơn ha. Thì ở đây là ba cái H này, nhìn từ trên xuống các bạn cũng sẽ thấy tương tự như vậy. Rồi thì đây là xác định cái công thức Fisher của nó từ một cái dạng như vậy. Thì
xác định cấu hình của nó nè, thì ở đây CL, NH2, CH2OH cũng theo cái cấu hình S đó. Rồi rồi thì sau khi mình đã giải thích câu A với câu B rồi đó, thì nếu các bạn muốn tự làm thì các bạn có thể tắt cái video clip này, bắt đầu tự làm câu C với câu D. Thì ở đây mình có để đáp án câu C với câu D ha, thì cũng bằng một cách tương tự là mình quay cái cấu dạng của cái câu C này cho nó thành một cái cấu dạng chẻ khúc, và từ đó mình nhìn từ trên xuống để vẽ câu thức viết sơm ra được công thức bên đây. Tương tự ở câu B, câu D cũng vậy, thì mình cũng làm áp dụng theo cách quay cái cấu dạng chẻ khúc rồi vẽ công thức viết sơm. Thì như ở ban đầu mình giới thiệu là các bạn có thể làm bất kỳ cách nào để các bạn vẽ công thức Fischer, thì mục tiêu ở đây là chuyển từ Newman sang Fischer mà, thì đó là tiện các bạn thôi. Thì cũng tương tự, các bạn cũng có thể tự kiểm tra lại cấu hình của các cặp bon bất đối ở đây ha. Giữa câu C câu D là cả hai cặp bon trong đây, cả hai cặp bon ở tâm của công thức Newman đều là cặp bon bất đối ha, cho nên là các bạn không có thể vẽ cái kiểu mà lower như là cái câu số câu B hoặc là câu A được. Thì tóm lại á, thì chuyển từ Newman sang những công thức khác á, thì có vấn đề gì? Thứ nhất á, là các bạn có thể chuyển Newman thành phối cảnh, rồi sau đó chuyển phối cảnh sang Fischer. Rồi tiếp theo á, là các bạn cũng có thể làm kiểu này, là quay về cấu dạng chẻ khúc sao cho hai nhóm phải trái nằm phía trên, rồi nhìn từ trên xuống, sau đó vẽ công thức Fischer. Rồi lưu ý thì có những cái lưu ý gì? Lưu ý thì bây giờ các bạn có thể lưu ý, các bạn cần lưu ý giùm anh á, là tùy theo cái hướng bạn nhìn, thì nó có thể sẽ các nhóm thế phải có khi trước hoặc là sau mặt phẳng, cho nên là lưu ý khi chuyển sang công thức, lưu ý tránh sai sót các trường hợp mà công thức của các bạn là trước sau trái phải trong công thức Fischer ha. Thì các bạn có thể quay lại ví dụ câu B để hiểu được cái dạng này mình nói gì ha. Rồi kiểm tra, thì sau khi các bạn kiểm tra lại thì kiểm tra có nhiều cách kiểm tra, là thử vẽ công thức phối cảnh từ từ Newman và Fischer mà bạn vẽ, là xác định cấu hình của đồng phân quang học trong mấy công thức đó. Nếu mà nó giống nhau thì coi như là bạn vẽ đúng, giống như là tất cả những cách gì mà nãy giờ mình đã giới thiệu với các bạn ha. Thì cái bài mình chuyển từ Newman sang Fischer đây là hết, thì hy vọng là các bạn sẽ enjoy bài này. Cảm ơn mọi người nhiều.